lên cái trời. Không chịu, em mà cái là ông anh hai anh tỉnh không tội nghiệp. Trời em vô anh lấy không cái khủng. Lên rồi. Mọi người rồi cái điện thoại bị ẩn cầm bên, điện thoại bị ẩn cầm bên vô đây mới thấy này. Cho em xem làm hai sao luôn. Rồi đợi em xíu nha. Nhung Lê, em chưa có ship nha. Cho xem áo rất tốt hả? Rồi ok tình yêu. Rồi chị nào lên rồi chia sẻ chấm ba giùm em với nha mọi người ơi. Mọi người ấn một nút chia sẻ chấm ba giùm em với. Em bị ẩn comment rồi nha chị. Đây đầm hoa ở sau nè. Đầm hoa giùm em nha. Mọi người ấn một nút chia sẻ chấm ba giùm em nha mọi người ơi. Đầm hoa von hai lớp giùm em nha, dây kế phía sau này mấy chị. Đẹp lắm luôn, đầm này đẹp lắm. Tay phòng giùm em nha, form này dưới 5758 ký mà ok luôn giùm em nha. 5758 ký mà ok luôn giùm em. Cái gì đó đâu rồi chị? Rồi von hai lớp giùm em, ở đây nó có chạy viền ren nha mọi người ơi. Cái này 99k giùm em nha. Đầm này 99k giùm em nha mọi người. Em có màu hồng này, chị nào lấy hồng thì chốt hồng giùm em nha. Màu vàng nè. Màu xanh. Với lại màu trắng nha mấy tình yêu ơi. 99k giùm em. Dưới 5758 ký mà ok luôn giùm em. Em lên trễ cho nên em like luôn nha, không có chơi mini game nha mọi người. Chị nào lấy đầm thì chốt đầm. Bị ẩn không mà em không thấy nữa. Chị nào lên rồi chia sẻ chấm ba giùm em với nè. Rồi lấy đầm thì chốt đầm giùm em nha. Áo rất tốt này hả tình yêu? Chỉ còn 3 cái. Áo rất tốt ta làm phải không? Thấy thấy chị Đông Nguyên nha. Áo rất tốt này phải không? 35k này em còn màu nâu. Ủa sao vậy? Cái này em còn màu nâu, màu đen với lại màu
màu cam đất nha, nâu đen cam đất giùm em. Còn nâu đen cam đất giùm em, cái này hàng à, thun thái luôn giùm em nha, 35k em còn 3 cái nè. Chị nào lấy thì chốt giùm em 35. Bữa nay đi đơn cho chị luôn nhé. Rồi ok chị Yến Thanh nha. Rồi chị nào lấy áo rất tới thì cho áo rất tới giùm em nha mọi người ơi, 35. 35k màu nâu, màu đen, màu cam đất nha. Hàng thun thái vải rất là đẹp luôn. Ai lấy chốt giùm em. Nhận rồi nha bé. Rồi em cảm ơn chị nè. Kiểu giống áo 40 hôm bữa á chị. Kiểu nào ta? Mọi người đợi em xíu. Chấm mày lên giùm em đi mọi người. Rồi em lên xét đuổi nè. Xét thổ cẩm đuổi giùm em. Xét bộ nha mấy chị ơi. Form này dưới 60kg mà ok luôn giùm em nha. Vải đuổi giùm em, đuổi xốp. Rất là đẹp luôn. Quần có túi nha. Trời ơi cưng quá. Dễ thương quá mọi người ơi. Quần có túi giùm em nha. Xét này form này dưới 60kg mà ok luôn giùm em. Rồi set này 95k. Chị nào lấy thì chốt giùm em nè. Set bộ quần dài Babydoll hàng thiêu nha mấy chị. Hàng thiêu thổ cẩm luôn giùm em. Đó. Quá đẹp luôn. Rồi lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Quần có túi nha, quần dài nha. Quần dài giùm em nha mấy chị. Em có màu vàng thì chị nào lấy vàng thì chốt vàng giùm em nè. 95k vàng. Rồi lấy bộ thổ cẩm, chốt bộ thổ cẩm 95 nè, màu hồng. Mấy màu hồng nè, màu đỏ nè, màu xanh, màu tím. 95k một bộ giùm em nha mọi người, hàng thiêu thổ cẩm luôn giùm em. Hàng thiêu giùm em nha. Rồi ai lấy set thì chốt set giùm em nha, set bộ nè. Bộ Babydoll, bầu bỉ bon chen được luôn nha mọi người. Cái này Babydoll coi vậy, nó thoải mái lắm luôn nha mọi người. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. Lưng thun nè, quần có túi luôn giùm em. Rồi lấy xét bộ thổ cẩm, chút xét bộ thổ cẩm giùm em. 95k một bộ. Ai lấy bộ chốt bộ giùm em 95. Bộ 95. Bộ 95 giùm em nè. Ai lấy bộ chốt bộ giùm em. Cái điện thoại bị ẩn nên rất đi. Rồi áo kiểu nè mấy chị ơi. Áo kiểu nha, bo nhúng ở đây nè. Áo kiểu bo nhúng giùm em nha. Bộ choker nè. Xinh lắm luôn. Rồi 50k một áo giùm em nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng 50. Hồng 50 giùm em nè. Cổ như vậy nha mọi người. Hồng 50k lấy hồng chốt hồng. Màu hồng, màu trắng, màu đen, màu vàng. Hồng trắng nè. Đen với lại vàng nha. Hồng trắng đen vàng giùm em 50k. Chị nào lấy áo thì chốt áo giùm em. Áo 50. Áo 50 giùm em nha. Áo 50 giùm em nè. Chị nào lấy áo thì chốt áo. 50k một áo. Màu hồng, màu trắng, màu đen, màu vàng. Hồng trắng đen vàng giùm em nha. 50. Áo kiểu nè. Chị nào lấy áo kiểu thì chốt áo kiểu. Ai lấy áo kiểu chốt áo kiểu giùm em. Chốt đơn mà không chốt hai bộ túi zip cho em. Hai bộ túi zip nào chị ơi. Sơ mi hot này mấy chị.
vải rất là đẹp luôn nha. Sơ mi giùm em nè, chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em, còn hai đỏ một nâu. Còn hai đỏ một nâu nha mọi người ơi. 85k. Chị nào lấy thì chốt giùm em nè. 80 nha mọi người ơi, hai đỏ một nâu giùm em. 80k giùm em, ai lấy sơ mi thì chốt sơ mi giùm em nha. Sơ mi đẹp. 80 giùm em nha, hai đỏ một nâu nè. Ai lấy sơ mi chốt sơ mi. Rồi quần. Quần lưng cao giùm em nha, nút bọc vải giùm em nè mọi người. 45k một quần giùm em nha, size SML. Lưng cao nha. Lưng cao giùm em nè, size SML giùm em nha. Em có màu trắng nè. Màu cam đất. Màu cam đất giùm em nè, với lại màu vàng. Trắng cam đất vàng giùm em 45k. Rồi chị nào lấy màu nào lên màu đỏ giùm em 45. Chị còn quần ngủ không? Dạ còn. Ngủ kaki hả? Rồi trắng cam đất với lại vàng size SML giùm em nha. Lưng siêu cao luôn nè mọi người. Đó, ai lấy thì chốt giùm em nha. Ai lấy quần chốt quần. Nút bọc vải giùm em, phía sau có dây kéo nha mọi người. Rồi ai lấy quần chốt quần giùm em nha, size SML. Đẹp ghê. Size SML giùm em nha. Quần màu gì lên màu đỏ giùm em luôn. Ngố jean hả? Ngố jean em hết rồi. Em hết ngố jean rồi. Cam size L cho chị Long nè. Rồi ai lấy quần lên quần giùm em nha. 45k một quần giùm em. Chị Long. Rồi lấy quần chốt quần giùm em, lưng siêu cao luôn. SML màu cam màu trắng. Cam trắng vàng nha mọi người ơi, cam trắng vàng giùm em nha. Cam trắng vàng lưng cao, một nút. Xếp em mặc bao nhiêu? Dạ bộ em mặc 85k nha. Bộ em mặc 85. Em có màu đen với lại màu hồng. Áo có một màu thôi, cái viền này chỗ này nó khác cái viền chỗ này thôi à mọi người. Hả? Dạ không nha, quần không có túi nha chị. Quần không có túi nha. Rồi màu cam, màu vàng, màu trắng. Cam vàng trắng giùm em. Cam vàng trắng giùm em nè. Size SML giùm em nha mọi người. Rồi ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Cam vàng trắng size SML. Chị nào lấy quần chốt quần. Màu trắng nè, chị nào lấy trắng thì chốt trắng giùm em nha. Đẹp lắm luôn á mọi người. Ai lấy trắng chốt trắng. Cam size S cho Poly nè. Poly 45. Bực mình ghê ta. Không có đen chị, hết đen rồi. Hết đen rồi. Quần đẹp lắm mọi người ơi, nói thiệt lên form rất là đẹp luôn. Hết đen rồi mọi người ơi. Rồi đây em lên ngủ kaki nè. Hôm nay về mẫu mới. Rách ở dưới nè mấy chị. Đẹp lắm nha, hôm nay về ngủ khác nè, mẫu khác nè. Cái này em có đăng hình cho sĩ luôn rồi đó. Rồi coi dạng thoải mái luôn giùm em nha. 55k một quần giùm em size SML. Chị nào lấy đen chốt đen, ngủ kaki đen nha. 55k size SML giùm em. Đẹp lắm mọi người ơi. Rách rách này cưng không. Rồi lấy ngủ kaki chốt ngủ kaki giùm em nha. Size SML giùm em. Ngủ. Coi dạng thoải mái nha mọi người ơi. SML ai lấy ngủ chốt ngủ size SML giùm em nha. Ngủ size SML giùm em. 55k. Chị nào lấy ngố chốt ngố 60kg mặc vừa không? Dạ vừa nha chị ơi. 60kg chị lấy size L á. Rồi chị nào lấy ngố chốt ngố giùm em nha, size SML. Tommy Burberry em về rồi nè, nhưng mà còn có mấy cái thôi nha. Tommy Burberry nè mọi người. 55k, ai lấy Tommy thì chốt Tommy giùm em 55. Tommy 55 giùm em nha. Chị nào lấy Tommy chốt Tommy giùm em 55k nè. Tommy 55k. À, coi kỹ size bên trong nha. Bữa đưa em size M nhưng không đúng rồi đó. Hồi nãy em coi rồi. Rồi rồi chị coi đúng rồi. Cho em hai cái size L cho kim lụa. Kim lụa lên số điện thoại giùm em. Hai cái size M. Ủa L hả? Hai cái size L. Ủa vậy hai đi mà. Chị ghi hai cái đi. Chị cũng bắt được.
sơ mi 60kg vừa không? Dạ không vừa. Đây quần jean này em còn một ri nữa nè, chị nào lấy chốt giùm em nè. 120 một quần nha, size SML giùm em. Xin coi dạng thoải mái luôn. À, bộ sơ mi bell của chị thiếu rồi. Thiếu cái gì á chị Kim Chi ơi? Sơ mi cho Diễm My. Rồi quần size SML giùm em nha, coi dạng thoải mái. Cái này quần lưng cao 2 nút nha mấy chị. Quần lưng cao 2 nút giùm em nè. Coi dạng thoải mái luôn giùm em, size SML. Rồi chị nào lấy chốt em mã 1. Mã 1 size SML giùm em nha. Ai lấy mã 1 chốt mã 1. Size SML lưng cao nè. Lấy sơ mi cho Ánh Nguyệt. Ok tình yêu nè, 55k cho Diễm My với là Ánh Nguyệt. Rồi ai lấy xin chốt xin giùm em mã 1 nha mọi người ơi. Xin mã 1 size SML. Không gửi áo sơ mi bell cho chị. À không gửi á hả? Ủa em nhớ chốt có mà ta. Rồi đây ai lấy chốt giùm em nè. Cái này lưng cao 3 nút giùm em nha. Jean coi dạng thoải mái luôn nè. Lưng cao 3 nút 120 một quần giùm em nha mọi người ơi. Đẹp ghê không? Jean lưng cao 3 nút giùm em. Cái hồi nãy là 2 nút, còn cái này 3 nút giùm em nha. Hai có túi nha mọi người. Về mọi người rạch ra giùm em nha. Ờ Burberry. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Ai lấy xin chốt xin giùm em nè. Cái này lưng cao 3 nút giùm em, mã số 2. Mã 2 giùm em 120 nha mọi người. Mã số 2 120 chắc coi dạng thoải mái luôn. Hôm nay là áo khoác len gần không? Dạ không rồi. Em có chừa chị, hôm bữa chị đặt 3 cái gì em có chừa đó. Em hết màu đó rồi. Rồi ai lấy mã 2 chốt mã 2. Chị nào lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em nha. Size SML giùm em. Mã 1 em còn 1 ri thôi à. Ai lấy thì chốt giùm em nha. Coi dạng thoải mái luôn. Chắc coi dạng thoải mái. Rồi đây em lên mẫu quần đùi nè. Lên mẫu này nữa đó em qua đầm cho. Đầm với lại áo cho. Đây quần đùi lưng cao. Quần đùi nha mấy chị ơi. Về mấy chị gài nút hai bên giùm em nha. Trời ơi cưng quá. Có hai túi trước này mấy chị yêu. Có hai túi phía trước nè. Về mọi người gài lại giùm em nha. Rồi size SML giùm em 45k một quần. Quần này 45 hello chị, chờ chị từ trưa giờ. Mém ngủ. Áo dây mút ngực hả? Áo dây mút ngực. Ờ hình như còn á, còn. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nè. Size SML, cái này về mọi người đang nút vô giùm em nha. 45k. Màu trắng, màu đen hai màu. Rồi mã 45. Ai lấy mã 45 chốt mã 45 giùm em nha. Trắng đen hai màu giùm em. Quần đùi. Mọi người lên size giùm em nha, màu trắng, màu đen. Quần đó em mặc vừa nha. À, mấy chị 60kg mấy chị lấy size L là vừa nha. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em, trắng đen hai màu. Lưng siêu cao luôn nha mọi người ơi. Hả? Size gì? Chưa, Ánh Nguyệt lấy quần lên màu lên size giùm em nha. Rồi trắng đen hai màu nha mọi người ơi, có hai túi phía trước nha. Em quần 49kg màu đen. Ok tình yêu nè. Ánh Nguyệt 45k. Rồi lấy quần rồi chốt quần giùm em nha. Cưng chịu luôn. Trắng đen hai màu, size SML giùm em. Trắng đen hai màu. Có bộ dây quần dài không em? Có nha chị ơi. Em mò cho Đặng Vân nè. Em mò cho Đặng Vân nè. Rồi ai lấy trắng chốt trắng giùm em nha mọi người ơi. Ai lấy trắng chốt trắng. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em nha. Trắng đen size S. Cái này cho chị Ái Khanh nè. Đen size S cho Ái Khanh nè. Chị Ái Khanh lấy quần jean không? Cái này size là jean ngố nè. Rồi lấy quần rồi chốt quần. Quần bao nhiêu vậy chị? 45 nha tình yêu ơi. Quần 45k. Này Ái Khanh size S luôn nè. Rồi màu đen em còn size M với lại size L. Trắng em còn size SML. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. Về mọi người đang nút vô giùm em. Đang nút hồi nãy với đọc đang dây chứ. Quán. Váy sau lưng chị đi. Váy sau lưng lên rồi đó. Lên bộ Burberry đi chị. Bộ Burberry. Còn không ta?
Còn mẫu nào ta? Hả? Rồi váy này nha mấy chị ơi, 99k giùm em nha, hàng 2 lớp giùm em. Ở phía sau có dây kéo luôn giùm em, hàng 2 lớp nha. Hàng bán shop á mấy chị yêu. Hàng bán shop giùm em nha. Đây em có màu hồng 99k hồng nè, màu vàng, màu xanh với lại màu trắng nha mọi người. 99k đấy, đầm chốt đầm 99. Đầm 99k. Hả? Rồi để em coi em thấy cho. Burberry đùi. Đúng rồi, von 2 lớp nha. Von 2 lớp giùm em. Rồi áo 35k nè. Áo 35k giùm em nha. Chị nào lấy sọc chốt sọc giùm em nha. Sọc tím nè. Màu hồng sen, màu hồng phấn, màu xanh đen giùm em nha. 35k. Ai lấy áo chốt áo len gân nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Ai lấy áo chốt áo giùm em 35. Áo 35 giùm em nha mọi người, lên lên body đẹp lắm luôn á. Mặc lên ôm body đẹp lắm. Rồi lấy áo len gân, cho áo len gân giùm em nè, 35k. 35. Em lên pyjama satin nha mọi người. Có nhiều hình đẹp lắm nè. Chấm mai lên giùm em nha mọi người ơi, chia sẻ bao nhiệt tình lên giùm em nè. Bán pyjama satin cho mọi người giá ưu đãi luôn. Này đẹp ghê không? Tiểu Thư nha mấy chị ơi, hàng satin giùm em nha. Hàng satin giùm em, cái này form này dưới 57-58kg nha mọi người. Tiểu Thư satin nè, xanh đen cho chị Hồng Nhi. Rồi cái này quần có túi luôn giùm em nha. Chị nào lấy chốt beo 99k một bộ. Beo 99k nha mọi người. Ai lấy beo chốt beo giùm em nè. Bộ satin giùm em 99k, không ai bán giá này đâu mọi người ơi. 99k nha, ai lấy beo chốt beo. Beo 99k giùm em nè. Beo 99k, lấy beo chốt beo giùm em. Sọc hồng nè, ai lấy sọc hồng chốt sọc hồng giùm em nha. Tiểu Thư pyjama Tiểu Thư nè, có hai túi trước nè. Quần có túi luôn giùm em nha. Quần đùi gì? Mã đầu màu vàng trắng cam như vậy bạn. Dạ 45k nha chị ơi, 45. Rồi đây chị nào lấy sọc hồng chốt sọc hồng giùm em nha, 99k một bộ. Pyjama hàng satin giùm em nha. Chắc rất là mát luôn. Rồi lấy hồng chốt hồng. 99k hồng giùm em nè. Hồng 99k. Hồng 99k giùm em nè. Rồi cái này tay ngắn quần dài nha, form này dưới 60kg mặc vừa luôn. Ai lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ 99k giùm em, quần có túi. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em nè. Bộ mặt như bộ mặt 85 nha mọi người, hàng thun thái á. Bộ mặt hàng thun thái nha. Rồi chị nào lấy gucci đỏ chốt gucci đỏ giùm em nè. Gucci đỏ 99k. Ai lấy gucci đỏ chốt gucci đỏ giùm em 99k. Đây maxi về bao la nữa nè. Maxi nha mọi người ơi, nhanh tay nha. Cái này là siêu hot luôn. Quần có túi không? Có nha, quần có túi. Hàng thái nha mọi người. Form rộng rãi thoải mái, form dưới 60kg mặc vừa giùm em. Form dưới 60kg mặc vừa giùm em. Cái quần cân xỉu luôn á. Ai lấy thì chốt giùm em nha. Đây maxi về rồi nè mọi người. Cái này nó có tăng đưa luôn giùm em nha. Có tăng đưa nha mọi người. Hàng 2 lớp luôn giùm em nè. Maxi dập ly giùm em 99k. Trời ơi, siêu hot luôn. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nè. Màu hồng 99k hồng giùm em nha. Maxi hồng nè. Chị nào lấy hồng thì chốt hồng giùm em. Lên đầm form rộng đi chị. Dạ đây form rộng nè. Rồi ai lấy thì chốt hồng giùm em nha. Màu hồng nè. Màu xanh rêu. Màu đen nè. Màu đen nè. Ai lấy đen chốt đen nè. Màu đỏ, đỏ đô, đỏ đô nha. 99k giùm em. Màu nu nè. Màu nu với lại màu màu xanh ngọc nè. Màu cam đất. Rồi 99k giùm em. Ai lấy đầm chốt đầm.
ở sau có dây tăng đuôi nha mọi người. Maxi dập ly dài, Maxi dập ly giùm em rồi 99k lấy Maxi chốt Maxi giùm em nha, 99k giùm em. Đây áo rất tốt không trơn này mọi người, cổ tim. Em xem lại váy, váy mẫu với là cái nào chị? Áo rất tốt cổ tim giùm em nha, form rộng. Đầm thun, đầm thun bánh bèo có ta không rồi chị ơi, có đầm lụa. Áo rất tốt giùm em nha, áo cổ tim rất tốt giùm em nè, 35k em có hai màu trắng đen, hai màu trắng đen giùm em, ai lấy thì chốt giùm em mã 35 comment màu giùm em nha. 35k hai màu trắng đen có đầm phơm rộng rồi, 35k hai màu trắng đen giùm em, thun rất tốt giùm em nha, thun rất tốt giùm em nè, quá trời cưng luôn. 35k hai màu trắng đen, trắng đen cho chị Hồng Nhi nè. Mấy mẫu chị đăng bài á? 35k hai màu trắng đen, chị nào lấy chốt giùm em nha mọi người. Đầm thiêu phải không? Đầm Barbie doll. Đầm hoa nè, cái này cổ thiêu luôn giùm em nha, cổ thiêu giùm em nè, đẹp lắm mọi người. Rồi 75k giùm em nha, chị nào lấy đỏ chốt đỏ, tay phòng nha mọi người, tay phòng giùm em nè, tay hai lớp luôn nè. Rồi lấy đỏ chốt đỏ, form này dưới 60kg mà ok luôn giùm em nha, chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em nè. 75k màu đỏ, màu vàng, đỏ vàng nè, màu xanh với lại ủa đỏ vàng xanh nha mọi người, còn mấy màu này thôi. Đỏ vàng xanh 75, rồi lấy đầm chốt đầm, đỏ vàng xanh 75k, đỏ vàng xanh 75. Chị nào lấy đầm chốt đầm giùm em, mọi người tương tác bài lên giùm em với. Đỏ vàng xanh 75, đỏ vàng xanh 75 giùm em nha, ai lấy đầm chốt đầm giùm em. Đầm Barbie doll này, cái này đính ngọc giùm em nè, em có đăng hình rồi đó. Áo rất tốt này em coi lại. Áo trắng đen á hả? Cho em. Đây. Đầm Barbie doll giùm em nha mọi người ơi, ai lấy đầm chốt đầm giùm em hàng hai lớp nha. Cái này em có màu xanh này, 99k giùm em màu xanh. Màu xanh nè, ai lấy xanh chốt xanh. Màu nâu nè, màu hồng với lại màu nâu nha, với lại màu nâu giùm em, màu nâu, màu hồng, màu nâu với lại màu xanh nè. Đó, 99k đầm Barbie doll, đầm Barbie doll bánh bèo. Ai lấy đầm chốt đầm, áo rất tốt trắng đen hả chị? Cảm ơn em yêu. Chị Kim Hoa lấy nâu. Nâu cho chị Kim Hoa nè. Rồi lấy đầm Barbie doll, chút đầm Barbie doll. Ủa thấy đâu? À đây đây đây. Áo rất tốt 35k hai màu. Áo rất tốt nha, chị nào lấy áo rất tốt cho áo rất tốt giùm em nha. 35k em có màu trắng với lại màu đen nha. Trắng đen hai màu 35. Ai lấy áo chốt áo 35k. Áo 35. Trời. Cho em cái hồng là gì? Sặc cái gì trời?
đây là Babydoll nè. Em còn màu hồng, màu nâu với lại màu xanh nha. Hồng nâu xanh giùm em nha mọi người ơi, hồng nâu xanh giùm em. Mặc lên form mới đẹp nha. Hàng 2 lớp nha mọi người ơi, 99k giùm em. Hàng 2 lớp nè. Nút ngọc luôn giùm em nha. Rồi 99k. Cho ai lấy đầm chốt đầm Babydoll. Đầm Babydoll giùm em nha, màu hồng, màu xanh, màu nâu. Hồng xanh nâu. Hồng xanh nâu 99k. Cái này cho Út Nguyễn chị. Cái này ghi cho chị nữ em luôn nha. Với lại túi. Lữ Vi chứ. Quên. Gì? Cho mình coi á hả? Hay trong. À, cái set hôm qua em kêu chị set gì ta? Cái set mà có cái áo kèm ngoài đúng không? Có áo khoác đúng không? Rồi đây mọi người ơi, đầm tiểu thư giùm em nha. Đầm tiểu thư nè. Rồi bán cho mọi người 55k luôn. Em có màu cam đất nè, phơm này dưới 60kg mà ok luôn nha. Em còn màu cam đất. Màu trắng nè. Màu nâu với lại màu đen. Màu nâu chị nào lấy nâu chốt nâu với lại màu đen nha. 55k đầm Babydoll giùm em. Đầm tiểu thư Babydoll. Tiểu thư giùm em nè. Phơm dưới 60kg mặc vừa. Rồi ai lấy chốt vậy em mã 55 lên màu giùm em nè. Lâm trắng với chị Hồng Nhi. Thế này cân lắm mọi người. Hàng thiêu nha, hàng satin luôn giùm em nè. Úi giời đẹp. Đẹp lắm. Hàng thiêu giùm em nha mọi người ơi. Ở sau nè, có nút gài luôn giùm em nha. Em like từng món nha, không thể nào mà like một lần 3 món được nha mọi người. Rồi cái quần nè. Cái quần này nha mấy chị yêu. Đẹp lắm, 140 một bộ giùm em nha. Rồi đây áo khoác ở ngoài đây. Hàng satin giùm em, 140 giùm em, phơm này dưới 60kg mà ok luôn. Đó, áo khoác ở ngoài nè. Nó đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy thì chốt giùm em hàng satin nha. 3 món nha mọi người, 140. Cổ yếm nè, áo yếm nè. Rồi kèm áo khoác ở ngoài, rồi quần ống rộng. 3 món giùm em, ai lấy thì chốt giùm em nha, 140. Rồi em có màu hồng này, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Màu xanh nè, ai lấy xanh thì chốt xanh. 65kg cao 1m6 vừa như chị Gia Nhi ơi. Rồi đây màu xanh nè, ai lấy xanh chốt xanh. Cái áo khoác màu vàng. Rồi màu vàng nè, ai lấy vàng chốt vàng giùm em. Rồi màu hồng trắng. Hồng áo khoác trắng. Đó, ai lấy màu nào lên màu đỏ nha. Cái này cho chị Tuấn Ngọc Nguyên. Rồi màu trắng áo khoác hồng. Màu trắng áo khoác hồng. Thiêu con hạt đẹp hơn 140 nha. Ai lấy set yếm chốt set yếm giùm em. Cưng lắm mọi người ơi. Cái này nó cưng lắm. Em tính không có like là để em chụp hình á. Em chụp hình em đăng lên cho mọi người coi chứ. Chứ like 3 món có like quá. Rồi lấy yếm chốt yếm giùm em nha. 140 giùm em. Tommy về rồi nè mọi người, nhưng mà về một màu nha. Một màu nâu thôi. Một màu nâu thôi nha mọi người. Phơm này dưới 57-58 kỹ mặt vừa. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em. 55k một áo. Tommy Burberry nè. Cái nơ về thắt nơ đẹp đẹp nha.
Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha mọi người ơi. Ai lấy sơ mi chốt sơ mi 55. Sơ mi 55 giùm em. Chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi 55k. Sơ mi 55 giùm em. Rồi đây bộ bộ đũa dập ly nha. Chất rất là đẹp luôn, hàng bán shop luôn nha mọi người. Vải hơi bị phê luôn á. Sơ mi cho Tố Quyên. Đơn em đi chưa? Ủa Tố Quyên cho địa chỉ cho ta không nhớ luôn á. Em inbox lại giùm chị với. Sợ cho tin nhắn cái chị quên luôn rồi. Rồi xét bộ dập ly giùm em nha mọi người ơi. Phơm này dưới 60kg mắc vừa luôn giùm em, 99k một bộ. Cái này là vải đuổi nha, vải đuổi xịn á. Vải đuổi nha mọi người ơi, vải rất là đẹp luôn. Về mấy chị cứ kiểm tra hàng đi rồi nhận nha. Hàng xịn nha mọi người. Rồi em có màu vàng nè, 99k giùm em. Màu vàng, màu đỏ đô nè. Màu xanh bích. Màu đen. Màu nâu. Màu nâu tây. Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Áo yếm tầng hả? Còn không ta? Không nhớ nữa. Để xíu có em để cho. Rồi ai lấy set dập ly, chốt set dập ly giùm em nha. Màu vàng, màu đen, màu xanh ngọc, màu đỏ đô với lại màu nâu. 99k một bộ giùm em. Vải đuổi nha mấy chị ơi. Cái này vải đuổi giùm em nha. Chất rất là mềm luôn. Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Áo thun ôm đi chị. Áo thun ôm chị hết. Giờ không còn áo gì luôn á. Mấy bà khách lẻ bà không muốn mua. Mấy bà không có muốn mua xét đầm phải không? Em khỏi lên nha. Lên cái nào cũng mai chốt hết. Lên mệt quá. Em lên bộ với áo nha. Bộ áo quần. Pyjama đùi nè. Pyjama đùi mít Kitty giùm em nha mọi người. 35k một bộ này. Ai lấy? Ai lấy nâu chốt nâu giùm em nè. Ai lấy nâu chốt nâu 35. Màu xanh nè. Màu hồng cam nè. Màu hồng. Màu xanh ngọc. Màu hồng phấn. Rồi 35k. Màu vàng. Màu cam đất nữa nè. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em 35 nha. 35 35. Không muốn mua váy hả? Giờ mọi người thích em lên gì? Tại vì mấy nay em toàn về đầm hoa không à. Body. Body bo rip giùm em nha. Ở sau nè. Ở sau dây như vậy nha, đẹp lắm mọi người. Chắc bo rip giùm em. Rồi lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Body hồng. Body hồng 80. Ai lấy hồng chốt hồng 80 giùm em nè. Body hồng 80. Chị chờ áo khoác lấy thêm. Áo khoác còn mẫu cũ à, chị lấy không? À cái bộ ngố thái về rồi mọi người, lấy ngố thái không? Cái này một rebody luôn nè. Rebody luôn. Mấy máy không thích.
Nè em để cho sỉ. Body còn đen không chị? Không nhớ rồi, chắc còn quá. Thôi em bán hết lô kia rồi, đi lại em lấy lô này luôn nè Vân. Lô tàn body không? Bán sướng cái tay. Body hồng 8 mua cho chị Hồng Nhi. Đây áo phát lên gân 6 mua giùm em nha. Cái này em còn màu xanh đen với lại màu màu tím môn. Xanh đen với tím môn 6 mua giùm em. Chị nào lấy áo khoác chốt khoác giùm em nha. Hàng thiêu nha mọi người. Hàng thiêu giùm em nha. Màu xanh đen với màu tím môn giùm em nè. Ai lấy áo khoác chốt khoác. Áo khoác 60. Bỏ em khách không có. Ồ để có chị bỏ cho. Xanh đen cho Tú Huy. Rồi cái này hàng thiêu giùm em nè. Hàng thiêu mít cây. Cái tay chạy viền luôn giùm em nha mọi người. Đó đẹp chưa? Rồi ai lấy thì chốt giùm em mít cây nha. Còn 3 cái. Ai lấy mít cây chốt mít cây giùm em 60. Mít cây 60k giùm em nè. Ai lấy mít cây thì chốt mít cây. Đây. Đùi búp bơ rồi em còn một bộ nè. Chị nào lấy đùi búp bơ rồi chốt giùm em. Còn một bộ xe mọi người 45 luôn. Ai lấy nâu chốt nâu 45k. Nâu 45. Còn một bộ duy nhất nè. Nâu 45k nha mọi người. Ai lấy nâu chốt nâu. Nâu 45. Ai lấy nâu chốt nâu. Đinh Thị Kim Thùy. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em nè. Màu riêu. Ai lấy khoác riêu chốt khoác riêu giùm em 60 nha. 60 kỹ vừa. Rồi ai lấy chốt giùm em khoác riêu 60. Khoác riêu 60k. Hết rồi Đặng Văn ơi. Em nhớ còn một ri nữa. Coi bên đó thử. Không chị coi khúc này nè. Từ từ để kiếm nữa nha. Em nhớ còn một ri nữa. Rồi ai lấy đát chút đát giùm em nha mọi người ơi. 60 nè. Xám. Ai lấy xám chút xám hàng thiêu giùm em nha. 60k nè. Xám 60. Xám 60. Ai lấy xám chút xám. Xám 60 giùm em. Xám 60. Rồi cái này em còn màu nâu, màu trắng, màu đen. Cái này mẫu búp bê rì khác. Không có theo mấy chủ em yêu ơi. Đây nè còn mẫu này nè em lấy mẫu này đi. Đó hàng thiêu nha. Hàng thiêu giùm em nha mọi người. Màu đen, màu nâu, màu trắng. Đen nâu trắng giùm em nha. Đẹp chưa. Đen nâu trắng giùm em hàng thiêu 45k. Đặng Văn lấy đủ màu. Rồi hết đen luôn á. Chút Ly em lấy màu nâu màu trắng đi. Rồi ai lấy trắng chốt trắng giùm em nha. Burberry hàng thiêu nha mọi người. Đẹp ghê không. Cái màu rất là đẹp luôn. 45k. Ủa. Rồi 45k giùm em nha. Lấy ai lấy trắng chốt trắng 45. Còn hai nâu một trắng nè. 45k giùm em nha. Hai nâu một trắng. Vừa em chốt đen mẫu kia mà. Chiều nay về máy mẫu mới nè mọi người. Đồ bộ 45. Cho chị kia đi lấy bộ chị đang mặc nha. Lấy bộ chị đang mặc hả? Rồi Đặng Đặng Văn em có lấy mẫu kia hôm nay chốt đơn gửi luôn nha chị. Ok Đặng Văn này. Em có lấy mẫu hồi nãy không Đặng Văn?
lấy thì chị để luôn kìa. Set bow rip. Em còn màu hồng với lại màu xanh ngọc nha. Set chắc bow rip giùm em nè. Xinh xỉu luôn. Không, tối chắc không like được. Vậy tối em hay làm đơn sĩ lắm, em like không kịp á. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nè, hồng với lại xanh. Hồng với xanh giùm em nha. Hồng với xanh giùm em nè. 75k còn 2 cái. Vân lấy không? Sao tự nhiên cười? Hả? Có không? À có chị hả? Tự nhiên em thấy mặt cười không à? À, cái bộ em mặc nè, cho Đinh Thị Kim Thùy luôn. Rồi lấy set Boris, chốt set Boris giùm em nha. Trời hôm nay live mà nhây nhây sao đó. Rồi ok tình yêu. Em không biết like gì cho mấy chị luôn á. Mọi người thích em like cái gì giờ? Nhà em giờ đầm không à? Đầm quá trời đầm luôn. Bộ ngố này ai đang ngố chốt ngố? Không có đâu. Tại vì hàng này chị sale á, chị còn mấy cái chị sale chứ chị về chị vẫn bán giá 50 bình thường nha. Rồi ngố này ai lấy ngố chốt ngố giùm em. Ngố hồng, ai lấy hồng chốt hồng nè. Màu hồng, màu vàng, màu xanh. 55k một bộ. Hồng vàng xanh em còn 3 màu, hồng vàng xanh 55. Bộ mặt 85k nha, lên thun với áo dây. Dạ rồi ok nè, à Babydoll bộ em nói để coi còn không em. À em về cái màu xanh này nè, em sợ chị không lấy. Cái màu à, màu xanh cốm hay gì á, giờ không biết nó nằm đâu luôn. Bộ chốt bộ giùm em nè. Đầm đi chị đây. Dạ rồi ok chị. Vàng nè. Cho Đặng Vân. Đợi xíu nha, xíu em kiếm ra cái em like cho. Hôm qua mới về không biết để đâu nữa. À trên mắt luôn nè. Năm lần. Đây em còn 3 cái thôi nha. Màu này nè. Màu lạ lạ. Đẹp không? Cái màu này đẹp á. Sáng da nha mọi người. Đó chị nào lấy thì chốt xanh giùm em nha. Cái màu lạ ghê luôn á. Màu xanh gì ta? Rồi lấy xanh chốt xanh giùm em. Xanh lá mạ á. Xanh cớm à, xanh lá mạ. Cho ai lấy áo này chốt giùm em nha mọi người ơi, 85k một áo. Áo này 85. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Cảm ơn tình yêu nè. Cho ai lấy xanh chốt xanh giùm em, form này dưới 60kg mặc vừa. Hết hồng à, em hết rồi. Còn ba cái này nữa hết luôn rồi đó. Em hết rồi. Ai lấy xanh chốt xanh 85. Áo Babydoll. Áo Babydoll giùm em nha, còn 3 cái xem mọi người, 35 nè. Xanh ngọc với lại vàng. Còn xanh ngọc với vàng 35k nha. Cái này anh tay hốt nha, cái này đẹp lắm. Còn 3 cái thôi nha mọi người. Áo Babydoll giùm em 35. Màu xanh ngọc với lại màu vàng. Xanh ngọc với vàng giùm em 35.
Bộ mặt nhiêu em? Bộ mặt 85k. Rồi bộ thể thao nè, bộ đùi thể thao giùm em nè. Form dưới 60kg mặc vừa giùm em nha. Em có màu trắng, chị nào đây trắng chốt trắng giùm em nè. 60k một bộ. Trắng 60. Form dưới 60kg mặc vừa. Rồi em có màu trắng, màu nâu, màu hồng với lại màu cam, trắng nâu hồng cam 60k giùm em nha. Trắng nâu hồng cam 60. Rồi chị nào lấy màu nào lên màu đỏ giúp em luôn. Set bộ đùi 60 giùm em. Ai lấy bộ đùi chốt bộ đùi nha. Nâu cho chị Yến Thanh. Lấy màu khác được Đặng Văn ơi. Chị còn màu trắng vàng. Trắng vàng cam. Rồi áo caro nè, áo babydoll giùm em nha. Áo babydoll caro dấu quần. Rồi 80k giùm em nè. 80 giùm em nha, chị nào lấy caro vàng chốt caro vàng form dưới 60 kg mặc vừa luôn giùm em. Màu vàng, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Hết nâu rồi mọi người ơi, em còn màu màu cam, màu hồng. Cái đầm hồng. Cái đầm dúng hả? Em đăng nhiều đầm quá mọi người hỏi cái em không biết đầm nào á. Hoặc dây tầng không. Có bộ dây. Rồi cái này em có màu màu vàng, màu xanh rêu với lại màu nâu nha mọi người ơi, 80. 80 giùm em nha. 80k giùm em. Ai lấy caro chốt caro, bộ cam cho Tú Quyên. Cho chị nào lấy caro chốt caro giùm em. Babydoll nha mọi người. Vải mềm mịn nè. Vải rất là mịn luôn. Đơn em đi chưa? Huệ Lê đi chưa ta? Chưa hả? Em có Hình như chưa á. Huệ Lê chưa đi em ơi. Caro xanh riêu cho chị Hồng Nhi nè. Huệ Lê chưa đi. Quần có túi hả chị? Không nhớ nữa, coi quần có túi không chị, em quên luôn rồi. Không phải cái bộ, đưa em bộ hồng đi. Đưa em bộ hồng đi. Rồi còn hai bộ nha, ai lấy chốt giùm em nha. Quần không có túi nha mọi người ơi. Quần không có túi. Phơi dưới 60kg mặc vừa nè, ai lấy hồng chốt hồng. Hồng với trắng. Hồng với trắng nha, 60k một bộ. 60k một bộ giùm em nha. Hàng mấy hàng rẻ thì nó không có túi mọi người. Hàng cao cao tám mấy thì có túi. Đây ai lấy caro caro nâu chốt caro nâu giùm em. Caro nâu giùm em nha. Áo babydoll giùm em nè. Ai lấy caro nâu chốt caro nâu 80. Nâu với vàng còn hai cái nè. Nâu cho chị Kim Thoa. Nâu cho chị Kim Thoa. Rồi còn cái vàng, Đặng Văn lấy hồng. Rồi em lên đầm nè. Cái gì chỉ đầm lên lẹ lắm mọi người. Rồi đầm tầng giùm em nè. Trời ơi xuất sắc luôn mọi người ơi. Xuất sắc luôn. Khách lẽ em không thích lấy đầm này chứ ma sĩ nó lấy ghê lắm. Nè cái nút đính ngọc giùm em nha. Hàng hai lớp nha mọi người ơi. Von hai lớp giùm em mua về mặc đi biển mấy chị. Ở phía sau nó có bo giùm em nha. Form này dưới 60kg mặc vừa luôn giùm em. Rồi em có màu vàng này, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em, đẹp chưa? Tầng vàng. Tầng vàng giùm em nè. Rồi cái này 95k giùm em nha. Màu vàng, màu hồng nè. Hai nhí nè, màu hồng nè. Ai lấy hồng chốt hồng. Vàng nào chị Kim Thoa ơi? Chị lấy áo hay là lấy đầm? Rồi màu nu nè, ai lấy nu chốt nu. Màu xanh nè. Màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc. Rồi ai lấy chốt giùm em vàng cho chị Kim Thoa nè. Đó em còn có nhiêu đây thôi nha.
Ai lấy thì chốt. Đẹp lắm mọi người ơi, von đẹp ghê á. Đó, ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em. Đầm tầng nha mọi người. Cái này mặc đi tiệc được luôn nha. Xanh nè, chị nào lấy xanh chốt xanh 95. Xanh 95 giùm em. Màu xanh ngọc, màu xanh xanh coban đi, màu nâu với lại màu hồng. Hồng hai nhí. 95k. Rồi ai lấy đầm chốt đầm 95. Đầm 95. Ai lấy đầm chốt đầm giùm em. Rồi set yếm nè. Quần ống rộng dài. Rồi lấy yếm chút yếm giùm em nhau. Cái này quần có túi giùm em. Quần ống rộng dài giùm em nha. Cái này von hai lớp luôn giùm em. Form dưới 57, 58 kỹ mặt vừa. Rồi lấy xanh chút xanh nè. Yếm xanh nha mọi người ơi. Yếm xanh giùm em. Yếm xanh. Màu vàng nè. Màu hồng nè. Màu trắng. Với lại màu đen nha. Với lại màu đen giùm em. Rồi cái này 90k giùm em, ai lấy chốt giùm em. Yếm 90. Chị Kim Thoa lấy xanh ngọc nữa hả? Không thấy. Kim Thoa xanh ngọc. Cái này cho chị Lữ đi. Lũ Vi nè. Rồi lấy yếm chút yếm giùm em nha. 90k. Quần ống rộng dài nha mọi người. Áo cưng hông hàng 2 lớp luôn giùm em nha. Hàng 2 lớp. Hàng 2 lớp này mọi người. Màu vàng, màu xanh, màu đen, màu trắng. Vàng xanh đen trắng. 90. Vàng xanh đen trắng 90. Hả? Không có vàng đầm á, chỉ ghi đầm à. Áo dây muốn ngực nè. Rồi ok chị. Em chốt rồi nha. Thanh Huệ. Rồi ok Thanh Huệ. Rồi đầm dây chắc bô rip. Ở quên, áo dây chắc bô rip. Có muốn ngực dày dặn luôn giùm em nha. 39k một áo. Em có màu đỏ này, chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Màu trắng. Màu vàng. Với lại màu nâu. Với lại màu nâu giùm em nha. Rồi lấy áo chốt áo. Áo dây nha mọi người ơi. À lấy áo dây vô dây 39k. Quýt ngực dày dặn nha. May luôn nè. Nó may trực tiếp luôn nè. Đẹp ghê không. Rồi 39k giùm em. Màu đỏ. Tú Quyên lấy đỏ. Này Tú Quyên khác á nha. Hai người khác nhau luôn á. Tú Quyên nãy xả màu cam là không có đơn nào luôn á. Chị xả bộ cam ra chưa? Nâu cho Quốc Thiên nè. Lê Thành Quốc Thiên. Rồi ai lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Ai lấy vàng chốt vàng. Bô ly lấy đỏ. Rồi em còn vàng với trắng. Còn vàng với trắng nha mọi người ơi. Áo dây nè. Còn vàng với trắng. Vàng với trắng nha mọi người. Rồi ai lấy chốt giùm em. 39k. Áo thun form rộng giùm em. Ai lấy đen chốt đen giùm em. 39k nè. Form dưới 60kg mặc vừa, nam nữ mặc được luôn giùm em. Có set thể thao nha. Cho ai lấy đen chốt đen 39k. Đen trắng nha, em có hai màu. Đen trắng hai màu.
đen trắng hai màu giùm em, trai lái chốt giùm em. Bộ này em còn một bộ này mọi người, bộ quần bo ống ống rộng, quên quần bo ống giùm em nha, form dưới 60kg mặc vừa. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em, set bộ hồng 50 nè, set bộ hồng 50 giùm em nha, em còn một bộ duy nhất. Set bộ hồng 50k quần bo ống nha mọi người ơi, quần bo ống giùm em. Rồi ngố hàng Thái giùm em nha mọi người, ngố Thái giùm em, xe cho mọi người 85k, hồng cho Đặng Vân. Rồi lấy ngố Thái, chút ngố Thái giùm em nha, phơm với 60kg mặc vừa. Bộ này cưng lắm mọi người, 85k một bộ. Em có màu nâu với lại màu nu, nâu với nu nha, 85. Hàng Thái nha, nâu nu 85k giùm em. Phơm với 60kg mặc vừa, chắc bao mát luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em nè, nâu nu 85k, nâu nu 85. Bộ Thái nâu nu 85k. Ai lấy đen chốt đen giùm em nè, đen 35 em còn cái luôn, ai lấy đen chốt đen 35k luôn, còn hai cái đen 35 nha, đen 35 còn hai cái nè, ai lấy đen chốt đen 35, đen 35 giùm em. Trời, hồng này chị nào lấy hồng chốt hồng, đen cho chị Kim Hoa, Lê Thị Kim Anh. Trời, hết có ngố vải thường không thơ. Ngố vải á hả? Ủa mình có ta? Hết rồi mà đúng không? Ngố hình như hết rồi. Ủa ngố thường là ngố, ngố kaki hả chị Trang ơi? Ngố kaki hay là ngố thun vậy? Tức thì luôn á, sao tức? Ủa sao vậy? Hết đen rồi. À nhận tức thì á hả? Em tưởng là tức tức thì luôn á, kiểu vậy á. Chị chán dễ sợ. Rồi đây áo này em còn cái nha mọi người ơi. Ngố thun á, ngố thun em hết rồi. Còn thôi lát của chị Đậu Phụng em like xíu chiều về mẫu khác. Rồi đây áo này em còn một cái nha, xem mọi người 39k luôn, ai lấy hồng chốt hồng. Muốn ngọt dày dặn nha, mặc bẹt vai mặc lên cũng được tùy mọi người nè. Like của Đậu Phụng luôn. Cái cục ngố đúng không? Có chữ L ở trên á. Dạ. Like ngố này được không? Hàng xịn nè. Ngố hàng xịn giùm em. Em tưởng đâu là chị lấy cục hàng xong chị tức. Tưởng đâu mà tụi nó lại lấy tiền ship của chị nữa hay gì chứ. Ủa hôm nay trưa nay em sao sao mọi người, người như trên mây vậy đó. Rồi cái xanh này em còn cái này, ai lấy xanh chốt xanh 35k chắc Boris nha. Có quần legging luôn. Ai lấy xanh chốt xanh. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em. Quần này đủ size giùm em nè. Trời ơi quá trời size luôn. Không có S. Rồi em đọc size giúp cho M, L, XL với lại 2XL nha mọi người. Rồi quần này 55k. Em bán giá hữu nghị cho khách lẻ đó, chứ sỉ 52 rồi. Cái quần này sỉ 52 rồi đó mọi người. Rồi em bán cho khách lẻ có 55, hơi thêm 3.000 nữa thôi á. Ơi quần này có túi luôn nha. Quần ngố này có túi luôn giùm em. Hàng xịn sò luôn nha. Đó ai lấy ngố chút ngố giùm em, 55k một quần. 55k một quần nha mọi người. Hôm bữa em mua cái quần này 85k mọi người tin không? 85k đó, bây giờ em bán có 55 thôi. Bọc này luôn nha. Đây nè mấy chị coi bọc này, xịn chưa? Em hết rồi, em coi đúng một đôi thôi. Ai lấy thì chốt giùm em. M, L, XL với lại 2XL nha. Rồi chị nào lấy ngố thì chốt ngố.
ngố năng mông nha mấy chị, ngố năng mông giùm em nè, có túi luôn giùm em, bọc xịn sò luôn, 55k một quần. Bộ ngố em à, lấy bộ ngố hả? Có ngố thường rồi, ai lấy quần ngố này chốt giùm em nha mọi người ơi. Quần ngố nè, em còn quần ngố đen giãn không? Quần này giãn mà, quần này giãn nha mọi người ơi, hàng xịn á. Cái đây này là quần hàng này, hàng xịn sò luôn á, bọc nè, quần năng mông á mấy chị. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha, ai lấy quần ngố chốt quần ngố giùm em, M, L, XL với lại 2XL giùm em nha, quần ngố. Còn không lấy là em để cho sỉ luôn á nha. Đủ size nè, cái này đủ size nè, ai lấy quần ngố chốt quần ngố giùm em. Cái bộ ngố hồi nãy mà em xem 55 á chị, à đây nè, còn bộ nữa đâu, còn màu gì vậy ta? Đây bộ này 55k nè, ngố thường giùm em, 55k giùm em, ai lấy xanh chốt xanh, ngố xanh giùm em nha, lấy ngố xanh chốt ngố xanh giùm em, 55k nha mọi người, ngố xanh 55. Còn một bộ nữa đâu rồi, ai lấy ngố xanh chốt ngố xanh 55. Phải cái đen, cái màu gì ạ? Xanh cho chị thì che. Có xếp nha, có xếp. Rồi áo Barbidol nè, áo phối Barbidol giùm em nè. Phối Barbidol giùm em có màu nu với lại màu đen. Nu với đen giùm em. Nu với đen giùm em 70 nha. Quần ngố thun co giãn, bữa chị lấy em á, sỉ hình như 35 hay 39 gì á, em hết rồi. Hình con thú hay gì á, mới đăng hả? Mới đăng hồi sáng chưa có hàng đâu mọi người ơi, mới đăng hồi sáng mai em like nha. Rồi đây ai lấy chốt giùm em nha, áo Barbidol nè, màu nu với lại màu đen. Nu với đen giùm em, nu với đen hai màu. Chân váy xinh xịn hả? Còn bộ 2 dây không em? Còn nha, em like từ từ nha mọi người ơi. Rồi xếp này, phía trước là lưng bạn, phía sau là lưng thun giùm em nha. Em còn màu trắng thôi nè. Xem mọi người, 99k. Xếp siêu hot, 99k giùm em nha. Ai đây trắng, rút trắng. Trắng 99k giùm em. Xếp quần, ai lấy xếp quần chốt xếp quần. Xếp chân váy xịn, xinh xịn. Cái này xịn rồi nè, cái này xịn rồi nè, nhưng mà đây quần này em trắng nè, đây trắng chốt trắng giùm em. Còn ba cái trắng nè, 99k. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em nha. Cái này là xịn lắm rồi đó. Ngố lên găng tay dài. Xét chân váy, biết rồi. Xét chân váy hình như không biết có xét chân váy không, nhiều không luôn á. Còn bộ ngố hồng 55 nữa nè, ai lấy ngố hồng chốt ngố hồng giùm em nè. Đặng Vân em lấy màu hồng không? Nãy em lấy màu xanh mà không có. Rồi xét ngố nè, áo có nón tay dài nha mấy chị yêu, tay dài giùm em nha. Rồi 75k giùm em, ai lấy nu chút nu, có xẻ tà luôn, áo có xẻ tà luôn. Ai lấy nu chút nu ngố hồng cho chị Thùy Trang, ngố nu lên gân cho chị Kim Hoa nè. Rồi em có màu nu, màu xanh rêu nè, màu đen, màu vàng,
màu vàng, màu đen, màu xanh riêng dùm em. Còn ngố vải tốt không? Còn nha. Dạ chua nữa. Vàng cho chị Kim Hoa nè. Rồi đây ai lấy riêu chốt riêu dùm em nha. Áo có xẻ tà nha mọi người ơi. Cái quần cân xỉu luôn nè. Trời ơi cái quần. Rồi ai lấy riêu chốt riêu, còn riêu với đen. Còn riêu với đen dùm em. 75 nè. Riêu với đen. Riêu đen 75 dùm em nha. Riêu đen 75, còn hai riêu hai đen. Hai riêu hai đen dùm em. Body bo rip dây. Body chắc bo rip dùm em nha mọi người ơi. Xem vàng lại em. Lấy giùm em cái vàng lại chị. Áo bo rip cột dây dùm em nha mọi người. À quên, đầm body bo rip cột dây dùm em nè. Rồi lấy body chốt body dùm em nha. Body 75. Body 75 dùm em nha. Body được không em? Có váy suông luôn. Rồi lấy body chốt body. Cột nơ nha mấy chị ơi. Rồi màu nu. À màu hồng màu nu. Màu hồng màu nu nha, còn ba cái nữa hết rồi. Hồng nu giùm em. Cái hồng này của chị Thị Trang này chị. Rồi hồng với nu giùm em. 55. Hồng với nu giùm em. Còn ngủ gì nữa không ta? Lấy ngủ ra like hết luôn. Hồng với nu. Bộ cà rốt có luôn. Đây chị nào lấy vàng chốt vàng. Ô quên chị Kim Thoa lấy thì ok em nha, em còn cái vàng à. Quên kêu mấy bà chốt là không có nữa. Màu vàng nè. Dễ thương lắm. Cái bộ này đẹp lắm nha mọi người. Cho xem váy xuống. Rồi ok em. Chị Kim Thoa lấy nè. Rồi đây ngố nè. Cái này 75 giùm em. Cái này 75 giùm em nha. Phơm với 60kg mặc vừa giùm em nè. 75k. Rồi bộ này bộ con cá sấu. Con khủng long hay cá sấu? Con khủng long nha mọi người. Con khủng long giùm em có màu vàng. Màu vàng với lại màu xanh. Màu trắng. Quê quá. 75k giùm em nha. Vàng xanh trắng. Còn 3 màu. Sao giống con cá sấu vậy? Con khủng long mọi người ơi. Màu vàng, màu xanh. Vàng xanh trắng giùm em nha. 75k giùm em. Bộ pyjama phía sau nhiêu bà? 99k nha. Lên bộ cà rốt 80 đi em chọn bộ. Chọn một bộ thôi hả? Chọn hai bộ đi. Khổ quá. Cái điện thoại em nó bị ẩn comment đó. Em phải dồn qua cái máy khác á nha mọi người. Chứ không phải em nhìn mọi người với ánh mắt như vậy đâu. Khủng long nhìn ra cá sấu luôn. Tại thấy hai cái răng nè. Thấy có sừng nè. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Cái điện thoại bị ẩn comment cho nên em dồn qua cái máy khác á nha mọi người. Rồi lấy thì chốt giùm em nha. Màu vàng, màu xanh, màu trắng. 75k. 75 giùm em. Rồi đây bộ ngố xẻ ở sau giùm em nè. Em còn màu nâu với lại màu đen. Nâu với đen 75 luôn giùm em nha. Ở sau nó xẻ như vậy nha mọi người. Phơm với 60kg mặc vừa luôn giùm em. Nâu với đen 75. Nâu với đen 75k giùm em nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Nâu với đen nha mọi người. Nâu với đen 75. Rồi ai lấy ngố chốt ngố. Rồi đầm suông vịt nè. Đầm suông hình con vịt. Rồi 50k giùm em nha. 50k giùm em, phơm với 60kg mặc vừa giùm em. Ai lấy xanh chốt xanh 50. Xanh 50 giùm em nè. Màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu hồng, màu đen nha. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em.
ngố quần không túi hả chị? Đúng rồi, ngố không túi thôi mà em, hàng tốt cũng không có túi luôn nha. Cho ai lấy xanh chốt xanh giùm em, mặc này lên chỗ luôn. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Rồi ai lấy đầm phom suông, chốt đầm phom suông giùm em nha, đầm vịt nè. Xét đây chị. Có con vịt khác. Có con vịt khác. Đầm phom suông giùm em, ở dưới nó có xẻ tà nha. Rồi em có màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu hồng, màu đen nha mọi người, 50. 50 giùm em. Nay chị thấy con vịt cho em luôn. Đây con vịt này nó nhỏ. Con này vịt Donald nha mọi người ơi. Rồi đây lấy chốt giùm em nha, 50k luôn giùm em, có màu hồng nè. Màu hồng sen, màu tím, màu vàng, màu cam. 50k giùm em nha, ai lấy thì chốt giùm em. Con em ốm, nay em lấy nhiều đó. Rồi ok Vân nè. Rồi ai lấy đầm phom suông, chốt đầm phom suông giùm em nha. Đầm phom suông giùm em nè, 50k giùm em. Hết mẫu rồi đó mọi người. Rồi ai lấy vịt, chốt vịt 50. Vịt 50 giùm em. Đâu có bộ trái dâu nào mà 80 đâu ta. Cho em một con xương màu vàng, màu nào cũng được. Vân nail màu vàng. Chị Yến Thanh màu vàng luôn kìa. Còn không chị? Chị Yến Thanh lấy mẫu giống em mặc được không? Còn thôi cho chị Yến Thanh cái đó. Vân nail cái em mặc. Cam 50 cho Vân. Đặng Vân luôn cái cam đó. Rồi đây bộ ngố thái nè mấy chị. Trời vải đẹp nha. Vải đẹp nha mọi người. 75k giùm em. Ngố thái giùm em nè, 75. Em có màu cam, màu đen, màu trắng. Cam đen trắng 75k. Màu đen, màu trắng. Trắng quần đen nha mấy chị, trắng quần đen giùm em. Bộ cam phía sau. Ý là bộ cà rốt đâu có mẫu nào 80 ta. 85 là hết nóc rồi, chị đâu có sale nào 80 đâu. Rồi ai lấy ngố, chút ngố giùm em nha, ngố cam. Ngố cam đen trắng nha mọi người, ba màu. Bảy mươi lăm k nha, khung đẹp lắm mấy chị. Chín mươi chín k, chị nào lấy về cho em về giùm em nè. Eo vì nâu giùm em, quần có túi nha, có hai túi phía trước, áo nữa nè. Hàng satin giùm em nha, chắc hơi bị đẹp luôn. Rồi 99k giùm em, ai lấy nâu chốt nâu 99. Nâu 99k. Chị nào lấy nâu chốt nâu. Thì Trang lấy nâu Evie. Chị thì Trang
Có không chị? Đúng rồi. Không phải. Chị lấy này cho chị, cho chị Kim Thoa nè. Ngố đẹp quá mà không có túi, không có túi, không có ngố nào có túi hết. Ngố rẻ em hết rồi. Bây giờ báo hết chứ xíu nữa em lục cái lòi ra vậy. Giờ em không có thấy mẫu nào hết, nhiều mẫu quá. Để em coi thử nha. Đây ngố dập nổi nè. Chị nào lấy ngố dập nổi giống ngố dập nổi giùm em nha. Đẹp quá trời luôn. 70k giùm em nha. Ngố dập nổi 70 nè. Còn một bộ. Chị nào lấy chốt giùm em mã số 70. 70 70. Biết rồi, em biết rồi mà. Lên áo, áo khác đi chị. Áo khoác hay là áo khác? Đúng không? Em đọc đúng mà. Cho chị cười em. Rồi bộ thể thao này ai lấy hồng, chốt hồng 70 cho chị Hiền Trang. Bộ thể thao hồng nè. Rồi 75k chị nào lấy hồng, chốt hồng 75. Hồng 75 còn một bộ nha. Hồng 75k chị Hiền Trang. Đây nè. Rồi hồng, ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 75. Hồng 75 giùm em. Rồi đen nè, bộ thể thao nè. Đen 75, ai lấy đen chốt đen. Đen 75k nè. Superman nè mọi người. Đen 75, ai lấy đen chốt đen. Kiều Anh lấy hồng. Đen 75, ai lấy đen chốt đen 75. Đen 75 giùm em. Bộ ống rộng thiêu nè, bộ đùi nè. Đùi ống rộng này hàng thiêu nha mấy chị, chắc bô rip. Chắc bô rip giùm em. Đẹp chưa? Rồi 75k luôn ấy. Ai lấy chốt giùm em nè. Mã số 1 đi, mã 175. Mã 175 giùm em. Cho em mượn cây nước chị. Cho em mượn cây nước. Thôi cái đó để cho em uống. Đùi Barbie doll em còn một bộ nè. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Hồng 35k. Bộ này dễ thương mà chắc mát lắm nha mọi người. Còn một bộ. Chưa, chị chưa giao nữa. Rồi ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 35. Hồng 35 giùm em. Áo kiểu nè, len găng giùm em nha. Rồi xem mọi người 35k luôn. Ai lấy chốt giùm em xanh 35 nè. Xanh 35 giùm em nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh. Tay phòng nhẹ nha mọi người. Tay phòng nhẹ nè. Rồi 35k lấy xanh chốt xanh. Xanh nu trắng đen. Xanh nu trắng đen 35. Xanh nu trắng đen 35k nha. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Ok. À Văn Neo hả? Văn Neo gửi rồi. Rồi lấy áo chốt áo 35. Áo 35 giùm em nha. Hả? Đen nu cho Tố Quyên. Nguyễn Tiến Bích Linh. Hết đen rồi. Hết đen rồi Linh ơi, còn xanh trắng. Còn xanh trắng nu nè. Vừa nha. Bộ pyjama nè. Dior tay dài. Dior tay dài giùm em nè. Ai lấy Dior xanh, chút Dior xanh giùm em nha. 99k. Quần có túi. Chị nào lấy Dior xanh, chút Dior xanh. Quần có túi nha mọi người ơi. 99k giùm em. Dior xanh 99.
Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Ai lấy đi o, chốt đi o nè. 99k. Rồi lấy nâu chốt nâu. Pyjama này mấy chị, ai lấy nâu chốt nâu giùm em. 99k nâu, cũng là chữ Dior luôn á. Quần có túi nha. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em, 99k nâu. Quá đẹp luôn. Đầm hai phía sau. Đầm hai sau 99k luôn giùm em. Em có màu màu hồng này, chị nào lấy hồng chốt hồng. Đầm hồng giùm em nha, von hai lớp. Có quần lẻ dài. Rồi chị nào lấy chốt hồng nè, 99k hồng giùm em nha. Màu vàng. Màu vàng nè, ai lấy vàng chốt vàng. Màu xanh với lại màu trắng giùm em nha. Ai lấy đầm chốt đầm giùm em, 99k. Đầm 99 giùm em nè. Ai lấy đầm chốt đầm. Bộ cà rốt tay dài nha. Đợi chị xíu. Rồi lấy sọc chốt sọc Burberry màu xanh riêu nè. Sọc Burberry màu xanh riêu giùm em. Đẹp không? Sọc Burberry giùm em nha, màu xanh riêu. Còn ngủ nữa không chị? Đồ ngủ hết rồi chị ơi. Hết rồi. Có quần lửng được không? Rồi ai lấy sọc Burberry, chốt sọc Burberry giùm em nha. Tự nhiên mà có. Sọc Burberry. Sọc cho hoàn thiện. Có. Đợi em xíu. Chị mới lấy giùm em cái riêu quần đen vậy nè. Đây bộ trái dâu nè. Ở quên bộ trái cà rốt nè. Có hai túi phía trước nha mọi người. Bồ cà rốt giùm em nha. Bồ cà rốt này chín môi chắc đuổi sốt giùm em. Đỏ này, chị nào lấy đỏ chốt đỏ 90k giùm em. Cà rốt đỏ 90 nha. Màu đỏ nè, màu hồng, màu tím, màu vàng với lại màu xanh riêu. Với lại màu xanh riêu giùm em nha. Cà rốt đỏ cho chị Kim Tha nè. Với lại màu hồng ruốt. Màu hồng ruốc nha mấy chị ơi. Nhồn đơn em chung với bé Mai. Bé Mai có đơn không ta? Cà rốt đỏ với chị Kim Hai nè. Ra lấy cà rốt, chốt cà rốt. Màu hồng, màu tím, màu vàng với lại màu hồng ruốc, màu xanh riêu. 90k nha mọi người ơi. Cái này 90 giùm em. Chị Kim Hai cà rốt xanh. Rồi lấy cà rốt, chốt cà rốt. Hết xanh. À cái áo đen. Lên bộ 2 dây. Giờ bộ 2 dây hả ta? Ủa chị Hy Trang ơi, còn đó không? Còn bộ rẻ nè, còn ngố rẻ nè. Còn không có túi quần. Đang ngố rẻ cho anh em còn nha. 55k một bộ giùm em nè. Ai lấy chanel chốt chanel 55. Màu tím nè, ai lấy tím chốt tím.
Cái này ở đó, ở ngoài đó có không chị? Ý là ngoài đó hay trong đây vậy? Ra lấy tím chút, tím giùm em, cái này em còn đủ màu nè. Dập ly đùi còn. Hết rồi ơi, còn mỗi màu này à. Còn mỗi mẫu này à, hết rồi. Hết cà rốt rồi. Trời, thiếu sắp hàng điên. Khùng, khùng luôn. À, còn cà rốt này nữa nè. Còn cà rốt nha. Ai vậy? Hồng rút là gì? Hồng rút là cái này cho chị Huyền Trang nè. Chị Trần Kiều Anh là chị Anna Trần đó chị. Chị Huyền Trang hồng rút. Có. Bộ cà rốt tay dài á. Bà bỏ cho nghe đâu rồi. Bây giờ không thấy. Chứ nó lòi ra một cái đống. Bộ loan nè. Ai lấy bộ loan dài không nè? Loan dài giùm em 99k một bộ nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh nè. 99k một bộ giùm em, form với 60kg mắc vừa. Xanh 99k nha. Ai lấy xanh chốt xanh, cái màu đẹp ghê đó mọi người. Màu xanh. Màu vàng 99k một bộ nha. Còn nha chị. Màu vàng, màu hồng, màu cam, với lại màu cam. Rồi lấy thì chốt giùm em nha, 99k giùm em nha. Bộ lan 99. Bộ lan 99k giùm em nè. Đẹp quá. Xuất sắc. Rồi lấy lan, chốt lan giùm em. Cho em cái bộ ngố thái chị, em thay cái nấm rồi. Chị nào lấy loan chốt loan giùm em nha, 99k giùm em. Chốt loan giùm em nha mọi người. Ai lấy bộ loan chốt bộ loan. Đây quần này. Quần này coi dạng thoải mái lắm giùm em, size SML giùm em nha. Đây về mấy chị rồi nút lại nha. Coi dạng thoải mái. Ra lấy quần chốt quần lưng cao, size SML giùm em. Size SML giùm em nha. Mấy chị coi chắc nè, xê luôn. Đã lắm. Phía sau có túi luôn giùm em, size SML 85k. Ai lấy quần đen chốt quần đen 85. Quần đen 85 giùm em. Chị ghi này cho chị Hằng. Đây bộ dập ly nè. Bộ em mà có màu cam, màu đen, màu trắng nha. 85, ủa 75k. Bộ dây dập ly giùm em. Dây dập ly giùm em, form dưới 60kg mặc vừa giùm em nha mọi người. Form dưới 60kg mặc vừa. 85k một bộ. Chị hoàn thiện lấy quần M.
quần size M để chị hoàn thiện nè, 85k. Size L cho Lê Diễm. Chị coi còn ri nào chở lắm. Rồi ai lấy bộ chốt bộ. Chốt bộ lan xanh chị. Chị chưa? Chốt cho chị. Lan xanh chốt cho chị Anna chưa? Rồi đúng rồi, đúng rồi. Cái này cho chị Anna á. Anna tròn. Lê Diễm size L. Em còn có ri à mọi người ơi. À, Ngân ơi, hôm nay em ốm, em lấy size M đi. Tại cái quần này nó giãn dữ lắm. Cái này cho Lê Diễm nè. Hôm nay em ốm đúng không? Em kêu em sụt ký mà. Em lấy size M đi nè. Chị mặc size S á. Em lấy size M lại mặc được á. Hoàn thiện chốt rồi nha. Thế rồi mọi người ơi. Đây nè, quần co giãn chắc đã lắm mọi người ơi. Cái này nó co giãn nhiều nha. Co giãn nhiều lắm á. Chị mặc size S đó, em lấy size M nha Ngân. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. Ai lấy quần chốt quần. Vậy M rồi, cho Ngân em M nè. Rồi còn một cái S. Còn một cái S thôi nha mọi người. Quần này em hết rồi. Em về mấy bữa nay rồi mà. À, bộ thể thao hình con bò chị đăng về chưa? Chưa nha em ơi. Hết L rồi. Còn cái S thôi nha. 55kg. Không, chị Lê Diễm lấy L. Em chốt cho chị L ở chị Lê Diễm. Rồi em còn một cái S nữa hết rồi. Ai lấy S chốt S. Hả? 99. Rồi bộ dập ly giùm em nha. 85k một bộ nè. 85 giùm em. Ai lấy xanh chốt xanh 85. Màu xanh màu đỏ nè. Màu xanh màu đỏ hoa đỏ nha mấy chị. À, 60kg hết rồi Tú Uyên ơi. Hết rồi nha. Rồi màu vàng nè, chị nào lấy vàng chốt vàng. Để chiều nay có hàng thì tối em đăng hàng lại cho mọi người. Em đăng hình lại cho mấy chị lựa nha. Rồi màu hồng nè, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Màu hồng. Màu cam. Màu hồng, màu cam. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. 85k một bộ. Dập ly. Đùi dập ly nha mấy chị. Có quần cọc. Quần sọt nữ. Đúng không? Quần sọt nữ có chị ơi. Rồi em lên mẫu giấy dâu nữa nè. Xem hoa cam hoa hồng. Hoa cam hoa hồng. Đây. Ủa, cái này hoa vàng hả? Có hoa hồng đó không chị? Chị có nay có 49 à. Hôm nay ốm lắm mọi người ơi. Mọi người nhìn trên live vậy đó, em mập như heo á. Rồi đây ai lấy hồng chốt hồng giùm em. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. 85k hồng. Hồng 85 giùm em nha. Hồng 85k. Hồng với lại à, hồng cam vàng xanh đỏ. Dập ly một màu còn không? Dập ly em có hoa không à? Một màu em có quần dài á, chiều mới về, chiều về quần đùi cho. Đây ai lấy thì chốt cam giùm em. Đẹp quá. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Lấy chị hoa cam nè, chị kim hoa nè. Hoa cam. Rồi bộ trái á. Bộ trái cà rốt nè. Tuệ Mẫn, nít em mất mật khẩu không lấy lại được chị ơi. Tuệ Mẫn là ai vậy? À, anh Tiết hả em? Đây bộ cà rốt nè. Ai lấy thì chốt giùm em nha, có hai túi phía trước giùm em. 90k một bộ. Cái này quần có túi đó mọi người ơi. Chị nào lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc. Ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc với lại màu vàng. Xanh ngọc vàng. Xanh ngọc với vàng giùm em nha. 90k. Rồi màu hồng luôn nha mọi người. Màu hồng full luôn nè.
màu hồng full luôn. Rồi lấy hồng chốt hồng, có hai túi trước luôn giùm em. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Ai lấy hồng chốt hồng. Xanh hồng vàng. Hồng cho chị Kim Thoa, hồng full cho chị Kim Thoa chị. Dạ. Rồi ai lấy vàng chốt vàng, ai lấy xanh chốt xanh. Vàng phối nè, 90. Rồi ai lấy vàng chốt vàng, có hai túi trước nha. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha, bộ cà rốt. Có quần cọc. Quần cọc là quần gì? Quần đùi á hả? Quần ngố hay là quần đùi á chị Chu, chị Chu Kim ơi. Tại vì em không hiểu tiếng của chị lắm. Chị hỏi quần ngố hay quần đùi vậy? Rồi đây bộ cà rốt nè. Dễ thương quá à. Rồi 85k chị nào lấy chốt giùm em nè. Vàng. Quần ba ống nha, 85k. Cái này quần không túi nha mọi người. Quần không túi. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Vàng tím xanh ngọc. Vàng tím xanh ngọc giùm em nha. 85k vàng tím xanh ngọc. Tay bo. Vàng tím xanh ngọc giùm em nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Chị bẻ cánh quạt xuống ở dưới á. Cũng vậy. Cũng như không hả? Lên bộ 2 dây hay ốc kiểu. Quần cọc nữ là quần sọt đúng không mọi người? Là quần đùi đúng không? Quần ngắn tới đây á hả? Rồi bộ trái tim nè. Bộ trái tim full màu luôn giùm em nha. Ai lấy tim chốt tim giùm em nè. 85k. Bộ tim 85 giùm em nha. Quần có túi luôn giùm em, quần bo ống. Tim 85, ai lấy tim chốt tim. Tim xanh nè. Tim xanh giùm em nha. 85k màu xanh. Màu tím, màu hồng, màu vàng. Rồi ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em luôn. Tim ai lấy tim chút tim. Tim 85. Tim 85 quần có túi nha. Chị nào lấy tim chút tim. Tim 85k. Tím hồng vàng. Tím hồng vàng cho chị Thị Trang. Rồi dập ly đùi nè. Cái này hoa giùm em nha mọi người. Cái này mửa mặt lai rồi đó. Lưng cao hết nha. Rồi đây lấy dập ly đùi, chốt dập ly đùi giùm em nè. 85k một bộ. 85 giùm em nha. Em có màu xanh nè. Ai lấy xanh chốt xanh. Chị nào lấy xanh chốt xanh nè. Màu đỏ nè. Không lấy tím. À tím hồng vàng, không lấy tím á chị. Màu đỏ nè, chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Màu đen 85k một bộ nha. Màu vàng. Màu hồng. Với lại màu xanh nước biển. Rồi 85k giùm em. Ai lấy dập ly chốt dập ly. Ai lấy dập ly chốt dập ly giùm em. Dập ly đùi, ai lấy dập ly đùi chốt dập ly đùi. Dập ly đùi.
trong phí không rộng hả? Không rộng còn mấy màu đó không à. Rồi đây bộ mặt cười giùm em. Bộ mặt cười giùm em nha. Em bộ đùi mặt cười giùm em nè, 55k một bộ. Ngố mấy chị, quần ngố chứ không phải quần đùi đâu. 55k một bộ giùm em nha, em còn màu trắng, màu đỏ, màu đen. Còn trắng, đỏ, đen nha, còn 3 bộ. Cho ai lấy thì chốt giùm em, trắng, đỏ, đen. Trắng, đỏ, đen giùm em nha. Ai lấy ngố chốt ngố. Trắng, đỏ, đen. Trắng đỏ đen, ai lấy ngố chốt ngố giùm em nè. Áo bô rít hàng thiêu mọi người, có đồng phơn rộng bánh bèo không? Có nha chị. Áo bô rít lớp tốt giùm em hàng thiêu nha. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nè. 35k em có màu hồng, màu đen, màu nâu, màu vàng. Hồng đen nâu vàng 35k, ai lấy áo chốt áo 35. Áo 35 giùm em nha, ai lấy áo chốt áo 35k. Trời, tới giờ buồn ngủ nữa rồi. Buồn ngủ quá. Tới giờ. Bộ dao em còn 3 bộ nè. Bộ chảy dao còn 3 bộ nha. 85k lấy dao chốt dao. Sơ mi có con ong. Sơ mi con ong trước ngực hả? Chiều có em. Rồi ai lấy dao chốt dao 85. Em còn màu tím với lại màu hồng. Còn tím với hồng này 85k. Tím hồng 85 giùm em. Tím hồng 85k giùm em nha. Tím hồng 85 ai lấy chốt giùm em. Bộ xốp một màu không chị? Không em ơi. Rồi lai chị nào lấy chốt giùm em. Quần em còn một cái size S. Còn một cái size S nha, 85k giùm em. Còn một cái size S nè. Coi dạng thoải mái luôn. Ai lấy chốt giùm em mã S85. Mã S85 nha. Giao tiếng cho chút ly. Rồi lấy quần chốt quần. Có nha. Rồi quần ống rộng giùm em 30k luôn. Ai lấy quần ống rộng chốt quần ống rộng. Quần ống rộng 30. Quần ống rộng 30 giùm em nha. Chị nào lấy quần ống rộng chốt quần ống rộng giùm em 30. Ống rộng 30 giùm em. Váy hoa nhí ở sau hả? 4 cái áo sơ mi. Sao mặc không vừa. Rồi đây áo rớp tớp giùm em nè. Cụ tim giùm em nha mọi người. 35k em có 2 màu trắng đen. 2 màu trắng đen 35 giùm em. Áo rớp tớp cụ tim. Rồi chị nào lấy áo rớp tớp cho áo rớp tớp giùm em nha. Hai màu trắng đen 35k. Thôi em ốp nha mọi người ơi. Trắng mặt. Ốp nha mấy chị ơi. Tối rảnh thì em like. Không thì mai like nha. Bye bye mọi người.